Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts cho biết đã phát triển một robot có khả năng di chuyển cùng với đám đông. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng robot này sẽ sớm thực hiện được những công việc như là giao hàng hay là giao thuốc và vận chuyển bệnh nhân tại các trung tâm thương mại hay bệnh viện. Chú robot này được các nhà nghiên cứu đặt tên là Jack. Hòa vào dòng người, robot Jack khác biệt ở chỗ nó có thể len lỏi vào dòng người đi lại vô cùng khó đoán định. Nếu các robot thông thường chỉ có thể di chuyển trên các con đường theo dạng lập trình sẵn, thì các thuật toán của các nhà nghiên cứu giúp robot có thể tính toán đường đi và di chuyển như con người. Chẳng hạn, nếu có người đi chậm hơn nó trên đường, nó sẽ tránh sang trái và di chuyển vượt qua người đó. Để giúp chú robot này di chuyển chính xác nhất, thì các nhà nghiên cứu đã lắp hệ thống camera và cảm ứng cho nó. Sắp tới đây thì Jack sẽ được thực hiện một số nhiệm vụ thử nghiệm như đi giao hàng và thực tập tại một trung tâm thương mại nơi có đông người qua lại.